Bước thứ nhất, chúng ta sẽ vẽ cái hình màu vàng trước, vẽ hình màu vàng trước, đó là cái gọi là cái thân con cá trước. Rồi sau đó bước thứ hai thì mới tập trung vẽ mấy cái vây, cá. Rồi bước thứ ba mới tập trung vẽ những chi tiết như là mắt, mũi, miệng con cá sau cùng. Và đồng thời chúng ta chuẩn bị sẵn một cái bước nhảy, để vẽ gì xong nó nhảy qua đây luôn đó. Ví dụ thì vẽ hình chữ nhật đi, sau đó thì giả sử nó nhảy qua bên đây này, kéo qua đi thử thì chúng ta thấy là nó tầm khoảng 130 đi, 130 mm. Cho nên là thì những cự ly K giả sử này là hay 130 mm luôn, 130 mm luôn. Có nghĩa là khi thì vẽ gì đó đây á, thì nhắc lên mũi tên cái là nó nhảy một bước là 130 luôn. Thì những gì chúng ta vẽ đây cho nên giờ trong đây hết, không có để ở đây nữa, tại vì nó sẽ nhiều đối tượng nó sẽ chồng lẫn với nhau, chúng ta không biết chúng ta đang vẽ cái gì. Mà vẽ khi một số cái xong rồi chúng ta là để chỗ đó nữa thì nó cứ chồng chồng lên nhau á, nó vướng lắm, vẽ không được. Ví dụ nếu mà một hình thì không sao, nếu mà hình nó đơn giản á, thì chúng ta cứ vẽ cái chồng 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 lên là phút cuối mang qua luôn, đó là hình đơn giản. Nhưng mà phức tạp á, chúng ta không thể vẽ xong mà cứ để lại chỗ cũ được, cứ để lại như vậy á, thì nó cứ chồng lớn với nhau. Vẽ cái này đụng cái kia, nhiều cái kia khi mà xong rồi đã hoàn tất rồi nhưng mà chúng ta lại cứ giữ lại thì nó vẽ nó đụng à. Cho nên là chúng ta vẽ xong cứ mang qua bên phải hết. Rồi bây giờ thì dùng cái pen nè, không màu nè, màu màu đỏ nha, vẽ thử đường trước nè. Ok. À, bây giờ thì vẽ nè, thì chúng ta vẽ cái thân con cá đó, chúng ta tập trung vẽ cái chỗ này nó bị che bởi cái vây rồi, cho nên chúng ta vẽ từ đây nè, vẽ xuống cho nó dễ, nó cong xuống tới đây đó. Thì bài trước chúng ta đã luyện pen rồi á, cho nên kỳ này vẽ nó đơn giản ha, chúng ta đã biết pen rồi. Thế này vẽ cong xuống nè đó, chúng ta lần pen chúng ta bây giờ vẽ, bài trước ta luyện pen rất là nhiều lần rồi, cho nên bây giờ tới đây thì cũng chúng ta đã biết cách làm rồi. Đó, đã biết chỉnh tiếp tuyến này sao cho nó phù hợp. Rồi đó, như vậy sau khi vẽ xong dùng chuột trắng sửa lại những cái chỗ nào chúng ta cảm thấy nó chưa được tròn trơn đó, chúng ta sửa lại cho nó phù hợp hơn. Tuy nhiên là càng kỹ thì nó càng đẹp, nhưng mà nó sẽ mất thời gian, chúng ta sẽ cân đối tính toán làm sao cho nó phù hợp. Đảm bảo rằng hình chúng ta nó tròn trơn, không bị gãy khúc. Đó, nó chuyển tiếp một cái mềm mại là được nha. Chuyển tiếp mềm mại là được. Chỗ này sau này cái vai nó che rồi nó không sao. Rồi ok, đó là xong cái phần thân của con cá này. Vẽ xong chúng ta giờ sang bên phải liền. Đây, và chúng ta tô nó màu vàng liền. Đó, đó là xong cái phần thân của con cá. Đây, tiếp theo là tập trung vẽ cái vây. Cái vây thì phương án như sau nè. Chúng ta dùng Google Pen cho nó là không màu, cho nó màu đỏ nha. Chúng ta vẽ như sau nè. Số 1 tại đây, số 2 tại đây. Trở đi xuất phát. Đó. Rồi tiếp viên trong này á, dùng pen tool vẽ nè, pen tool vẽ cái đường màu tím á, thì vẽ giống như là cái kiểu vẽ con gấu ngày trước á, chúng ta vẽ cái dư ra sau đó divide một phát á, thì nó mới khớp được đó, như vậy ha. Sau đó chọn hết nè, cả hai nè, cả ba nè, hai
hai cái cung với là một cái đối tượng đó, divide một phát đó, divide xong rồi mới giờ hết sang bên kia, nhớ sang bên kia và cho nó xuống dưới cùng đó. Thì sau đó in rút ra, in rút ra thì cái miếng mà ở trên cao á hút cái miếng này, miếng dưới hút cái miếng này, miếng giữa hút cái miếng này đó, như vậy đó nha. Và dĩ nhiên là ba cái này chúng ta tất cả nó đi cho cái viền màu đen nữa là nó hợp lý hơn đó. Đó là cái vay ha, mà phải phương án giải quyết. Thứ nhất về cái thân trước, thứ hai về cái vay, rồi vay này xong tới vay bên kia, bên tôn tiếp thì vẽ không màu nè. Và viên màu đỏ số 1 tới đây, số 2 thì ước lượng tới đây trước đi đã, sẽ nó vòng qua đây rồi sẽ nó lõm xuống, nó lõm xuống xong rồi nó sẽ lồi lên rồi nó quay bên này tới đây đó. Rồi dĩ nhiên là chúng ta kỹ thì chúng ta phải ngồi sửa mấy cái chỗ này lại này cho nó tròn nó trơn một xíu, rồi sau đó mới vẽ hai cái bên. Rồi chú ý là nó phải ló ra ngoài nha, rồi tương tự như vậy bên này cũng vậy. Rồi sau khi chọn hết hai cái này lại đi vai một phát, rồi sau đó giờ sang bên kia, giờ sang bên kia và cho nó xuống cái cùng. À không, đối tượng này thì nó ở trên, nó ở trên rồi in rút ra, in rút ra thì hai cái miếng này hút cho nó màu xanh, cái miếng này hút cho nó màu tím, tất cả cái này nó đều có cái viền màu đen. Rồi và nếu mà nó bị nhỏ thế này á thì chúng ta cứ chọn thế này xong chúng ta vô stretch, xong stretch nó cái corner chúng ta chọn cho một cái rau khác đó. Cái rau rau zone đó. Cái corner cũng là rau zone để nó bao tròn nó đỉnh lại thì cái này nó tròn tròn lại cho mình nó bị nhỏ. Đó là hai cái vây này nha. Rồi tương tự như cái vây trên cũng vậy, rồi pen tool số 1 tới đây, số 1 tới đây đi, chứ là không màu này rồi vì màu đỏ. Bài này bài khó nha. Bước thứ nhất là vẽ không như vậy luôn nè. Thứ hai là tới đây. Không thì vẽ này trước đi, vẽ này trước cho nó dễ nè. Đó, xong rồi nó lượn vô. Rồi và dĩ nhiên chúng ta phải kỹ một xíu, chúng ta sử dụng chuột trắng để sửa lại những cái chỗ này thật sự là tròn trơn mềm mại. Thông qua những cái điểm này chúng ta chỉnh cho nó hợp lý hơn, nó lượng một cách mềm mại hơn. Đừng có đang chéo vào nhau, chồng lấn lên nhau. Ok rồi sau đó cái bên tiếp tục một tiếng này. Rồi chọn hết này sang bên phải nha, rồi cũng đi vai một phát, rồi cũng in rút ra
lên rất hay. Rồi thì cái miếng này ship với là cái miếng ngoài cùng, miếng ở giữa hút cái màu này, hai cái miếng này hút cái màu tím. Rồi cái miếng này dư thì mình xóa bỏ đi. Đó đó, ok là xong. Ai kỹ tới chọn hướng này chúng ta cho nó bo trọn cái góc lại đó, kia vậy. Rồi xin mời lúc mình làm cái tay trước đây nè nha, là thầy trước đây nè, thầy đưa phim.